Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP 2015. Bài hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn sử dụng hệ lưới trong SAP 2000. Bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng đơn vị. Sau khi các bạn lựa chọn đơn vị của mình xong thì chúng ta sẽ xây dựng cái hệ lưới để vẽ cái mô hình của mình dựa theo cái hệ lưới này. Các bạn biết là trong AutoCAD thì các bạn cũng phải sẽ có hệ lưới để các bạn vẽ. Nếu không có lưới thì các bạn không thể vẽ chính xác được từ điểm này đến kia, bạn không thể bắt được điểm này đến kia với khoảng cách là bao nhiêu. Như vậy việc xây dựng hệ lưới này thì, các bạn hiểu tương đương chính là các hệ trục A 1 2 3 4 5 6 7 vân vân ABCD trong bản vẽ kiến trúc AutoCAD. Thì các bạn xây dựng cái hệ lưới này xong thì các bạn sẽ dựng cái mô hình chúng ta dựa theo hệ lưới này. Thì muốn xây dựng được cái hệ lưới này thì các bạn phải xem lại các cái bản vẽ kiến trúc của cái mô hình của chúng ta định xây dựng. Sau khi các bạn vẽ được cái mặt bằng kết cấu của từng tầng rồi chiều cao tầng thì các bạn sẽ vào trong SAP 2000 để xây dựng hệ lưới theo cái hệ lưới mà chúng ta đã vẽ trong cái mặt bằng kết cấu công trình của mình. Thì trên hình vẽ chính là cái mặt bằng rồi là mặt hình không gian của cái hệ lưới tôi đã xây dựng tạm thời để cho các bạn quan sát. Thì các bạn thấy là trong cái trên hình ý, trong SAP 2000 nó hiển thị hai cái khung cửa sổ, một khung cửa sổ luôn luôn hiển thị là mặt bằng mặt đứng hoặc là mặt cắt, còn một bên cửa sổ thì hiển thị cái không gian 3D để các bạn quan sát. Thì các bạn luôn luôn nhớ rằng các bạn luôn luôn làm việc trên mặt bằng hoặc mặt đứng hoặc mặt cắt, các bạn không làm việc trên mô hình 3D. Mô hình 3D chỉ để các bạn quan sát thôi. Thì trong hệ lưới này thì các bạn nhìn trên mặt bằng thì nó cũng không khác gì so với cả mặt bằng hệ lưới trong kiến trúc hoặc là kết cấu các bạn vẽ, để có các trục 1, 2, 3, 4, ABCD. Và các bạn thấy là trong SAP 2000 ý, nó có một cái hệ tọa độ như vậy. Cái hệ tọa độ này giúp cho các bạn xác định được là số hệ lưới theo hướng x là bao nhiêu lưới. Ví dụ ở đây các bạn thấy trục x hướng theo phương như trên hình vẽ thì số lưới theo phương x các bạn đếm được là 1, 2, 3, 4 tương ứng lưới ABCD. Tương tự như thế theo phương y cũng là 4 cái lưới. Và như vậy là trong SAP 2000 nó cho chúng ta định nghĩa số lưới theo hướng x, số lưới theo phương y và khoảng cách giữa các lưới. Ví dụ từ A đến B là bao nhiêu, B đến C bao nhiêu và C đến D bao nhiêu, tương tự. Đó là hệ lưới trên mặt bằng. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải tiếp tục xây dựng cái hệ lưới trên mặt đứng, tức là xây dựng chiều cao của nhà. Thì các bạn tôi sẽ chuyển sang mặt đứng để các bạn nhìn. Các bạn thấy là đây là trên mặt đứng. Trên mặt đứng này thì nó thể hiện chiều cao của các cái tầng, thì các bạn sẽ nhập các cái thông số này vào để xây dựng các hệ lưới. Vậy thì xây dựng hệ lưới này như thế nào? Về cơ bản là như vậy, các bạn phải nắm được các cái thông số để muốn xây dựng một hệ lưới là cần những thông số gì, kích thước gì. Thì như vậy SAP 2000 sẽ cung cấp cho chúng ta cái bảng để các bạn chỉ việc điền các thông số này vào thôi. Thì cách làm như sau, các bạn vào file new model. Thì ở trong cái bảng sau new model này nó có một loạt các cái công cụ. Tuy nhiên thì khi mà chỉ muốn xây dựng hệ lưới thì các bạn sử dụng nốt grid only này để các bạn xây dựng hệ lưới. Kích vào đây. Thì sau khi kích vào grid only nó hiện ra một cái bảng cho các bạn thiết lập nhanh cái hệ lưới cho mô hình của chúng ta. Thì các bạn nắm một chút tiếng Anh hoặc các bạn có thể sử dụng Google Translate để các bạn dịch các cái từ này ra cho nó dễ. Nhưng tuy nhiên thì chắc chắn trong đầu các bạn đã hình dung ra là các bạn phải thiết lập những thông số gì, số lưới theo x là bao nhiêu, y bao nhiêu, z bao nhiêu và khoảng cách giữa các lưới là như thế nào. Thì ở đây trong bảng này nó nói hết tất cả chúng ta. Number of grid lines tức là số lưới, thì các bạn nói cho chúng ta số lưới theo x là bao nhiêu này, y bao nhiêu này, z là bao nhiêu. Tương tự khoảng cách giữa các lưới theo x, y và z và tọa độ lưới gốc. Cái này thì các bạn sau này tôi sẽ nói cho các bạn sau. Trong SAP 2000 cung cấp cho chúng ta hai hệ tọa độ, một hệ tọa độ đề cát và hai là hệ tọa độ trụ. Hệ tọa trụ này thì để xây dựng các cái kết cấu mà dạng cung, có cung tròn, có góc thì các bạn sẽ xây dựng ví dụ như đài nước, hình tròn, vân vân.
Trong kết cấu xây dựng đến dai tùy những kết cấu công trình, nhưng thông thường là sử dụng hệ tọa độ đề cát để xây dựng. Thì còn ok thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta cái hệ lưới như vậy. Vậy sẽ nhiều bạn thắc mắc là khi muốn chỉnh sửa cái hệ lưới này thì làm như nào? Thì muốn chỉnh sửa hệ lưới này sau khi đã vẽ rồi thì các bạn chỉ việc kích chuột phải vào màn hình này thôi, thì nó sẽ có chữ này Edit Grid Data để giúp cho các bạn sửa lại khi các bạn nhập thông số sai. Thì các bạn sau khi kích vào nút đấy, nó hiện ra một cái bảng là Grid System. Thì trong mục ô System này nó hiện một tên của cái loại lưới tồn tại duy nhất trong cái mô hình chúng ta là Global, tức là hệ lưới tổng thể. Thì trong cái bảng này nó cho phép các bạn thiết lập nhiều cái hệ lưới khác nhau để mục đích vẽ những cái kết cấu công trình khác nhau trong mô hình của mình. Trong công trình của chúng ta có thể là có một kết cấu chỉ vẽ theo tiểu đề cát, nhưng bên cạnh đó nó có thể là có một kết cấu gì đấy dạng cung, dạng vòm tròn, thì các bạn có thể ép một cái hệ tọa độ mới dạng cung vòm tròn vào đây. Thì bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa thôi. Thì sau khi chọn cái Global này rồi ấy, thì các bạn kích vào nút Modify Show System thì để các bạn chỉnh sửa hệ lưới đang tồn tại này. Thì nó hiện ra cái bảng để các bạn chỉnh sửa. Đấy, trong cái bảng này thì cũng tương đối là dễ hiểu. Thì phần System Name chính là tên, và bên cạnh Unit chính là đơn vị mà cái hệ lưới chúng ta đang theo. Trong cái bảng này có 3 mục chính. X Grid Data là các số liệu về trục X liên quan đến tất cả tất tần tật. Nhưng nói chung lại nó có những cái mục chính, ví dụ tên của lưới ABCD, các bạn cần đổi tên ở đây, rồi là tọa độ của nó so với hệ tọa độ gốc X Y ban đầu này. Ví dụ lưới A nó sẽ cách trục X là không, tại vì nó đi qua tâm gốc O này. Tiếp theo là cái lưới tiếp theo là lưới B. Lưới B nó sẽ cách theo phương X này, nó sẽ cách là 6, vân vân, tương C, D tương tự thế, Y cũng vậy. Và cái cuối cùng là theo phương Z, theo chiều cao tầng. Lifetime này là cái loại loại lưới, thì ở đây nó có cung cấp cho chúng ta hai loại, một loại primary, một loại secondary. Thì những cái lưới chính thì các bạn để lưới chính theo cái hệ cái kiến trúc và kết cấu, các bạn để cho tôi là primary, còn những cái hệ kết cấu hệ trục lưới phụ và dựng dựng hình thì các bạn có thể để là secondary. Visibility tức là để hiển thị hay không hiển thị hệ lưới, khi các bạn nó hiển thị là sâu thì hệ lưới này sẽ được hiển thị trên màn hình, còn nếu mà các bạn đang để dòng là 2 thì nó sẽ ẩn. Các bạn có thể nhìn bên hình này, nó chính là hiển thị cái hệ lưới của chúng ta. Vừa rồi tôi bỏ 2 thì nó mất cái trục A đi, để tôi kích lại sâu thì nó hiện lại. Rồi là buffer location tức là vị trí của cái ô chỉ tên của trục A này, các bạn có thể để ở trên hoặc ở dưới tùy mình. Đấy, trên dưới, những cái này nó không ảnh hưởng đến kết quả. Tôi nói thêm một chút, ở bên cái khu vực bên phải này có một số lựa chọn để các bạn tìm hiểu thêm. Risk Grid A, chỗ này nó hiển thị cái tọa độ của cái lưới theo tọa độ gốc. Nếu các bạn lựa chọn là Ordinate thì nó sẽ hiển thị theo tọa độ tuyệt đối, tức là trục A hay trục B, trục C, trục D sẽ cách cái gốc không là bao nhiêu mét theo hệ đơn vị chúng ta đã chọn đây. Còn nếu như các bạn chọn Spacing ấy, thì nó sẽ hiển thị ở trên cột Spacing là khoảng cách giữa các lưới. Thì ở đây khoảng cách là đều nhau, đều là 6 mét, nhưng nếu các bạn sử dụng Ordinate này nó sẽ so sánh với gốc không chứ không so sánh tương đối giữa các cái trục lưới này với nhau. Bên dưới là các cái lựa chọn, ví dụ ẩn tất cả hệ lưới, rồi là gắn hệ lưới với cả cái kết cấu này, thì các bạn tự tìm hiểu. Buffer size tức là kích cỡ của cái ô trục này, to nhỏ thì các bạn điều chỉnh ở đây, vân vân. Ok, như vậy là tôi hướng dẫn các bạn cách xây dựng hệ lưới và chỉnh khi cần thiết. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.